Trước hết xin hỏi ngay với chị là các danh từ thôi việc, đuổi việc và ngưng hợp đồng thì danh từ nào phù hợp nhất cho hoàn cảnh của chị ạ? Tôi nghĩ rằng là không có cái danh từ nào để phù hợp với hoàn cảnh của tôi cả. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi làm việc với một cái tinh thần rất là nghiêm túc và với một cái tâm huyết. Cho nên tôi nghĩ rằng sở giáo dục quyết định thôi việc đối với tôi là tôi thấy không hài lòng. Họ ra một cái quyết định mà nó không rõ ràng và bản thân họ, những người ra quyết định đó, họ cũng không hiểu rõ gì về những cái chuyện giữa tôi và học trò, và họ chỉ nghe thông tin từ học trò, từ những người, từ công an và từ những người khác thôi. Và sau đó thì họ làm việc với nhau rất là lâu, rồi sau đó thì đưa đến một quyết định là buộc thôi việc tôi. Và tôi thấy rằng hành động của họ như vậy là theo tôi là vi phạm cái quyền dân chủ và không tôn trọng nhân quyền, bởi vì họ xử lý công việc mà họ không hỏi ý kiến tôi, và ngay khi công an đi điều tra sự việc họ cũng không gặp tôi, họ chỉ gây áp lực sang sở và sở đưa đến một quyết định như vậy thôi ạ. Như vậy thưa chị, cơ quan nào có tiếng nói quyết định trong vụ của chị ạ? Dạ, cơ quan có tiếng nói quyết định trong cái sự mà thôi việc của tôi là sở giáo dục. Nhưng mà sở giáo dục thì trước đó thì họ không có biết gì một điều gì cả. Khi mà xảy ra sự việc thì công an đi điều tra trước, công an điều tra học trò rất là kỹ, rất là lâu, và sau đó thì họ gặp hiệu trưởng, rồi sau đó thì họ làm việc với giám đốc sở, và sở đã đưa ra quyết định là buộc thôi việc tôi. Thưa chị, giữa chị và trường Nguyễn Bỉnh Khiêm có hợp đồng làm việc không ạ? Dạ, khi tôi về Nguyễn Bỉnh Khiêm thì tôi về đó theo diện là thu hút nhân tài. Và tôi nạp hồ sơ ở trên Sở Giáo dục Quảng Nam, và Sở Giáo dục Quảng Nam phân tôi về trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Quý vị đang theo dõi cuộc phỏng vấn của đài chúng tôi với cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Bích Hạnh, người vừa bị cho thôi việc tại trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm vì xuyên tạc đường lối của Đảng và truyền bá trang web phản động. Thạc sĩ Bích Hạnh cho biết cô khuyến khích học trò chuyên của mình bớt chơi game mà nên dành nhiều thời gian để tìm kiếm tri thức trên mạng. Cô cũng đã giới thiệu với học trò của mình các website chẳng hạn như Tadawas, Hợp Lưu, Tiền Vệ. Liên quan đến luận văn thạc sĩ, cô Bích Hạnh cũng nhận định rằng nhân văn giai phẩm cùng nhóm sáng tạo là hai nhóm có khả năng cách tân thơ, cách tân nền văn học Việt Nam. Tiếc rằng nhóm nhân văn giai phẩm đã bị dập tắt nhanh chóng. Xin tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây. Báo chí có nói rằng chị đã có những bài giảng không có đúng đường lối chính sách luật pháp của nhà nước. Theo trí nhớ của chị thì chị có nói những điều gì như vậy không ạ, đối với học trò của mình? Dạ thưa, tôi có nói, nhưng mà tôi nói với nội dung kinh này. Khi tôi lên dạy thì lúc đó là đúng bài hai đứa trẻ và một bài tiếng Việt, một bài khác nữa là phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Vì bài hai đứa trẻ là một bài giảng văn rất hay và thời lượng thì không cho phép. Cho nên là sau khi dạy xong cái phân phối chương trình rồi thì tôi có nói với học trò rằng các bạn phải về nhà đào sâu và tìm, tự nghiên cứu, tự tìm tòi thêm về cái tác phẩm này. Vì cô thấy đây là một tác phẩm rất hay, các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu ở trên mạng. Thì hiện nay cô thấy là trên mạng có rất nhiều bài viết đăng tải, cũng những thông tin cũng rất là thú vị. Tuy nhiên là không phải bài viết nào trên mạng nó cũng hay. Và tôi nói với học trò là có những bài viết hay, nhưng có những bài viết chúng ta chỉ đọc rồi chúng ta lựa chọn thông tin thôi. Và tôi nói rằng các bạn cũng cẩn thận với những cái thông tin ở trên mạng. Vì gần đây cô đọc một bài viết đăng ở trên mạng của giáo sư Lê Hữu Mục, nói đến nhật ký trong tù thì không phải của Bác Hồ. Và tôi có nói với học trò là các bạn cẩn thận khi xử lý thông tin. Thì lúc đó có một em học sinh ở dưới nói rằng là Bác Hồ là thần tượng của cả dân tộc, tại sao lại có những thông tin như thế? Thì tôi trả lời với học trò rằng cô luôn luôn tin rằng sự thật, cái đẹp và chân lý thì nó luôn luôn tồn tại. Cho dù ai đó có tìm cách phủ nhận nó thì nó vẫn tồn tại. Và sau đó thì trong một bài dạy về cái tiết là phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, tôi mới nói rằng cách trả lời phỏng vấn rất là quan trọng. Nó cho chúng ta hiểu biết rằng con người đó có kiến thức đến bao nhiêu, cái văn hóa của họ như thế nào, văn hóa ứng xử của họ ra làm sao. Thì tôi mới lấy một cái ví dụ dẫn chứng là bên lề thôi, là tôi nói rằng khi Nông Đức Mạnh ra nước ngoài thì có người hỏi Nông Đức Mạnh, ở Việt Nam có rất nhiều người nói rằng ông là con của Bác Hồ, vậy ông nghĩ sao về điều này? Thì tôi nói rằng cô nghe phong thanh thôi là Nông Đức Mạnh không trả lời có, cũng không trả lời không.
Nhưng Đức Mạnh chỉ trả lời rằng ở Việt Nam ai chẳng là con là cháu của Bác Hồ. Và tôi chỉ dạy học trò đó là cách trả lời phỏng vấn thôi. Chứ tôi không có ý định nói rằng là Bác Hồ là có con riêng hay là chuyện này chuyện kia. Nhưng ban tuyên giáo của tỉnh ủy Quảng Nam thì nói rằng cô Hạnh là người nói Bác Hồ có con riêng. Và cô nói tuyên ngôn độc lập và nhật ký trong tù không phải của Bác. Đồng thời còn có thêm một nội dung nữa nói cô nói rằng là không nên thần thánh hóa Bác Hồ. Thế thì tôi không nói là không nên thần thánh hóa Bác Hồ. Tôi nói rằng mọi thiên tài đều là một con người. Và chúng ta hãy trước khi nhìn nhận họ là một thiên tài thì chúng ta hãy nhìn nhận họ dưới góc cạnh một con người để thấy được những cái chất người trong con người của họ. Và con không hề có ý định là hạ bệ lãnh tổ hay là không hề có ý định là xuyên tạc những cái nội dung tư tưởng phản động. Và ban tuyên giáo đã kết luận tôi nói bốn nội dung như thế. Khi mà đưa ra quyết định người ta đã kết tội tôi hạ bệ lãnh tổ và cấu kết với thế lực thù địch nước ngoài để nhằm diễn biến hòa bình. Vâng, thưa chị Nguyễn Thị Bích Hạnh. Bây giờ chị định như thế nào ạ? Khi tôi nhận quyết định đó thì tôi nghĩ rằng tội này là tội của một ai đó, chứ không phải là cái tội sao gán ghép cho tôi. Vì vậy mà tôi có ý định sẽ viết bài, sẽ đăng báo và sẽ gửi đơn cái chuyện lên sở. Vì là sự giải trình cho tôi nguyên do vì đâu để dẫn đến cái việc buộc tôi thôi việc. Vâng, xin cảm ơn thời gian chị đã dành cho đài chúng tôi ạ.